Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống ở Đây Sang nghe. Hôm nay mình sáng cả nhà ơi, mình đi chợ. Hồi hôm bữa chồng mình cả nhà có mua, có lên mạng mua một cái khẩu trang bằng, không phải khẩu trang mà miếng bịt miệng cả nhà, cái miếng bằng mũ bịt miệng á. Mua sao mua màu trắng mà gửi về màu xanh, xanh lè xanh lét luôn, rồi sao bịch. Bây giờ đi chợ để bịch. Thấy anh ha, đây anh chồng mình. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Hello, vui trình dây nản hoa này. Xin chào cả nhà, trình lại. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Xin chào. Đó, bây giờ mình đi bịt khẩu trang lại cả nhà ơi. Còn tối mình ngủ á, mình ngủ cái mình quấn tóc rồi mình thắt bính á, cái sáng mình xả da cái tóc mình nó uốn vậy nè, nhìn nó nhiều ghê không. Cái khẩu trang này làm như nó không có được kín á cả nhà, nó hở gì nè, sao cho nó kín. Họ sang tha khai phẳng bên hả, giờ đi thôi. Nắng quá trời nắng luôn. Ánh nắng chói chang. Che sơ lại cho bên. Nắng quá cho nên mình không có lợi đẳng cả nhà ơi. Ông chạy xe lại. Không biết cái lá này lá gì á nghe, mà lúc trước mẹ chồng mình á, mẹ chồng mình hái cái lá này để nấu nước uống nè. Mình nghĩ chắc ăn được á. Hồi đó mình có thấy mình hồi đó mình làm công ty cả nhà, mình ở chung với cái chị đó, mình thấy chị đó có hái cái lá này về để ăn mì gói nè. Cái cây này, cái hoa này giống như hoa bồ công anh vậy đó cả nhà, mà cái cây nó không phải là cây bồ công anh, ngộ á. Đây cái hoa nó vậy nè, nó nở ra cũng màu vàng vậy đó, nó nở ra cũng màu vàng giống như bồ công anh vậy đó. Đây chồng mình lại rồi, lên xe. Dữ lắm rồi đó cả nhà, nhìn nó cũ xì cũ xí luôn. Chợ thì gần đây à chứ không có xa, nó cái chợ rồi cả nhà thấy không. Do dịch bệnh hả, quá trời luôn. Lâu như lắm mà mình không có đi chợ này. Giờ vô chổng đậu xe.
giờ tới. Tới cả nhà ơi. Ây da, nắng quá trời nắng. Mình vô đây á mà cả nhà, mình mua cái miếng kiến. Nhiều rồi. Bố rồi. Nắng quá. Ý chắc hơn. Chứ là xèo xèo cơ hào chưa? Chưa mà. Anh sợi nè, không cao đi vào hồng đó, không cao. Vô hồng tô rồi, nhiều hồng tô. Chứ cơ, hồng tô. Nó tờ cơ. Đèn khoai ban y cơ. Nó san cơ. Vô kìa. Ý, trình cơ. Lọc cơ, lọc lọc. Sầm. Nó chứ cơ, đèn cơ, mỹ dù ha. Đi cơ, lượng lắm á. Vô. Cảm ơn lỗ xì lắm, xì lắm lắm. À. Cái này là bánh ú, bánh ú, không, nhưng trong đó không có gì hết. Dù kỳ chen mà. Ok, cái dù kỳ chen à? À, dù cho bố. Hả? Hả? Mua không có à cả nhà ơi, trời ơi nó nắng quá trời nắng à. Ôi ôi nó nắng. Hình rơ. Hình sai. Nắng kinh khủng cái nắng hiểu không? Mua không có rồi, bán người ta bán hết rồi. Nó có anti chè hay mai quả nào hả? Nắng kinh khủng mà giờ mới có 10 giờ rưỡi sáng rồi cả nhà, mà chợ nó muốn hết rồi. Như bây giờ đóng cửa sớm, chợ chợ sáng á nó không có mở giống như lúc trước. Mình không có vô lòng chợ tại giờ dịch bệnh quá trời luôn. Mình mua vô lòng chợ mình phải quét cái mã nó nữa, cái quét mã nhiều khi trong trọng có dịch bệnh á. Chồng mình đóng cái cửa, đóng làm sao không biết mà cái cửa nó tự bung ra, đóng không chắc á cả nhà. Xi mài mà chưa mà sư sợ anh đi nắng giả mang vậy chứ. Khu này bữa dịch bệnh đó cả nhà, nghỉ không có bán, đóng cửa. Giờ mở lại cho nên mình không dám vô trỏng. Hạn
chế đi lại mấy chỗ này chắc ăn lâu dữ lắm rồi đó. Mình với chồng mình không có lại đây. Mua thịt, mua cá đồ là mua trên mạng, kêu gì kêu chị chồng mình đem lại không. Kệ chị chồng mình, bà cũng mua đó. Rồi cái gửi bà mua xong rồi gửi rồi đem lại chứ không có dám đi. Tại vì khu mình quá trời nhiễm dịch rồi. Bây giờ á ca nhiễm hả lên tới hơn 9.000 ca. Hơn 9.000 á. Thấy nóng lạnh luôn. Cho nên hả an toàn là trên hết. Ít nhất á là 9.000 à. Là ngày mai là thứ ba là thứ hai ở bên đây á, thứ ba đó nói lộn xộn thì là toàn bộ cách ly hết luôn á cả nhà, dễ sợ, cách ly hết xã hội luôn, rồi cách ly toàn Malaysia, đất nước Malaysia luôn, chính phủ đưa ra là cách ly hai tầng rồi coi cái khu nào mà dịch bệnh nó bớt á thì sẽ mở lại, họ mở lại từ từ chứ không phải mở lại một lượt. Cho nên hả bây giờ đi đâu cũng sợ hết á. Mình hai chồng mình ít đi đâu lắm, ở nhà chứ mà muốn sản luôn á. Ở nhà không à, đi làm gì ở nhà. Rồi thứ ba tuần này là cách ly toàn xã hội rồi. Rồi không biết nhà nước đưa ra cách ly xã hội sao nữa, thì mình tin tức thì mình chưa có nắm rõ đó. Mình chỉ biết là thứ ba tuần này là ngày mai đó là cách ly toàn xã hội đó. Gầu ghê không, gầu dã man ghê không. Rồi tiệm này kia là đóng cửa hết. Còn chồng mình là ở nhà, hai chồng ở nhà lâu lắm rồi đó, mình không có về quê nữa. Còn ba chồng mình thì cũng ở dưới quê, không ở chung với hai chồng mình. Có nhiều bạn nói á, có bạn đó nói mình nghĩ chắc cái bạn đó không biết á, ở bên Malaysia bạn đó nói với mình là đi ở bên đây á, tiết kiệm tiền á, tại vì hai chồng mình chưa có con á, tiết kiệm tiền để sau này có con. Thì bạn đó kêu mình là nếu ở gần thì đi xe đạp, còn nếu ở xa thì đi xe máy cho đỡ tốn xăng, đỡ tốn tiền. Mà ở bên Malaysia là xăng rất là nó bán, họ bán rất là rẻ, diễu y lít tơ to tiền anh. Sao diễu? Tạ sơ, tạ diễu á, tạ sơ. Ta cai lẹn khoai chăng ha? Khoai tô. Xăng ở bên đây chỉ có mười mấy ngàn một lít thôi cả nhà. Cỡ chồng mình nói 2 đồng mấy á. Cỡ 2 đồng mấy á. Đó, 2 đồng mấy cỡ mười mấy ngàn cho mười cũng cỡ 12 13 ngàn lít à. Rẻ lắm chứ không có mắc, tại vì bên đây có mỏ dầu. Mỏ dầu, nói chung là xăng ở bên đây Malaysia họ có mỏ dầu á, tự đất nước của họ làm ra đó, cho nên đó hả họ bán cho răng rất là rẻ dữ lắm, xăng rồi dầu ăn nữa đó, rẻ lắm cả nhà, cho nên đó hả rẻ lắm, cho nên không có cần mà đi xe máy phải đi làm. Còn đây mình muốn mua ở bên đây mà mua xe máy á, ta dạng như người ta tiết kiệm mà dạng không phải tiết kiệm nữa, dạng như quầy sao si vậy, dạng như người ta đi người ta sợ kẹt xe á, mà đi xe máy xe mô tô á cho nó không có kẹt xe. Chứ tiết kiệm xăng mà đi xe máy á, mình cũng không nghĩ cũng không có an toàn, tại bên đây á cướp ăn cướp này kia người ta cầm súng không mà cả nhà, nguy hiểm lắm. Cho nên đa số là người ta đi xe hơi cho nó an toàn, cho dù bạn nghèo cỡ nào nghèo người ta cũng
họ cũng đi xe hơi để đi làm hết á, hoặc đi đâu hết á, chứ ít khi ai mà đi đi xe máy. Nếu như mà đi xe máy chỉ có những người mà dạng như người nước ngoài á, sang Malaysia để đi làm á, người ta không có giấy tờ này kia đó, với lại người ta không biết lái xe đó, họ mới đi xe máy thôi, đi xe máy để đi tới chỗ làm cho nó tiện á cả nhà, không có bị kẹt xe nữa đó. Còn mình, chồng mình nó đi xe bên đây thì cả nhà không biết đi xe hơi không ạ. Nói chung là đi cũng không có gọi là tiết kiệm, đi xe máy tiết kiệm đâu, đi xe máy cũng nguy hiểm lắm, mình tiết kiệm đâu có nhiều tiền đâu mà nguy hiểm cho tính mạng của mình. Với lại bên đây xe máy hả, ở bên Malaysia đường xe máy ít lắm, mà nếu như đi xe máy là chỉ đi trong những cái đường của mô tô thôi, đi đường của ô tô thôi cả nhà. Mà cả nhà biết đi đường của ô tô rất là nguy hiểm nữa, cho nên mình, chồng của mình á, cũng không có nhu cầu mua xe máy để đi làm đó. Với lại á, ở bên đây mà nếu như mà dạng như người ta mua xe, có xe máy đi, là những cái người đó dạng như lớn tuổi, hoặc là người ta thích phân phối, người ta thích xe phân phối, người ta thích đi chơi lên núi này kia, người ta chạy xe máy. Còn hai chồng mình chưa có đến tuổi mà dạng như lớn tuổi mà dạng đi hưởng thụ á đó, cho nên mình cũng không có đi mua xe máy. Đây, chồng mình mua cái khẩu trang này nè cả nhà, to xén mấy to vậy, khởi chữ nào? Ồ, khởi gì mày? Ồ, khởi gì á, khởi gì á? Đó, mày vô cơ, mày to lèn cơ về hào, ý khoai to y cơ. Cảnh gì mày tôi lèn cơ. Mình kêu chồng mình mua thêm hai cái nữa cả nhà. Tùng nó then cho bên mai mày đây. Nó then cho bên mai lại cho bên mày. Trời ơi, hồi bữa mình tưởng là mình biết ở đây có bán, mình lấy thêm hai cái nữa rồi. Mình ở mua ở đây. Cởi ngang đi, tự nhiên chồng mình cầm hai cái ra, cái mình quên, mình quay qua, mình quên mình cởi tới đâu luôn rồi. Đó. Nói chung là bên đây đi xe máy bắt tiện lắm, nguy hiểm lắm, cho nên mình xăng cũng rẻ nữa, cho nên mình đi xe hơi cho nó an toàn cả nhà ơi. Không biết các nước khác thì sao thì không biết, chứ bên Malaysia xăng dầu rẻ lắm, tại vì bên đây có mỏ dầu mà đó. Anh chồng mình vô chổng mua thêm hai cái rồi. Hồi bữa mình đi mình mua trên mạng á, thiệt chứ giờ bán đồ trên mạng giả mang, thì mình mua cái màu trắng nghĩ sao á. Anh chồng mình mua thêm hai cái nữa anh ra đó cả nhà. Đó, bây giờ mua đồ trên mạng giả mang thì mình mua màu trắng nó gửi lại màu xanh, mà màu xanh bịch cái thấy đường gì. Đi té chắc văng cục vô duyên ra luôn á. Đó, mua để gắn vô cái kia cái nhà mình á. Giờ á, ở bên Malaysia dịch căng lắm cả nhà ơi, căng dữ lắm rồi, cho nên đi đâu cũng hạn chế. Với lại mình mua đồ ăn này kia là đa số mua trên mạng không, mà giờ mình sợ lắm mày. Cái khu mình ở là nó nhiễm, nói chung là nó nhiễm quá trời nhiễm luôn rồi đó. Ở KLCC á, ở KL với lại Sài Lạnh ở là ở khu mình á, nhiễm quá trời nhiễm luôn, cho nên là ở Malaysia là cái khu của mình đang ở đó là ca số ca nhiễm là nhiều nhất luôn á cả nhà. Cho nên hai chồng mình hạn chế lắm á, cách ly là ở nhà không nè, ở nhà ăn ngủ không. Mình nói với chồng mình á là ở nhà nghe, ở nhà là không được ăn cơm nghe, ăn cơm nè là mệt lắm á. Ở nhà cứ ăn thịt với ăn rau thôi, không ăn cơm, tại vì nghĩ ở nhà ăn cơm nữa nó mập lên thêm nữa cả nhà. Thì thôi, video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Nguyên nha. Bye.